chỉ nhìn tới tập phim mới tiết gì tại tôi chưa mới nên Never Assurance. Trên đó không này, dừng điền vì topic chán thì mua những gì tại tôi chưa mới nên Network Diagnostic Tool. Ai miền ping trace route SMMP hay là syslog chỉ đám. Bất đầu mới tiết, dừng ai điền debugging. Trên debugging tool cái chữ tool là dùng can mới. Bên này dùng trong tool advanced troubleshooting cái dùng ai tool debugging. Mỗi tiết dưới nâng riêng bì NetFlow hay nâng Flexible NetFlow. Thả ta NetFlow hay nâng SMMP rồi có syslog với khó khăn bài mít. Chứ như nâng discuss về benefit hay nâng operation robot NetFlow hay nâng Flexible NetFlow. Dưới gửi riêng phong đáy bì SPAN Technology. Dial SPAN Technology nhưng anh dễ việc tha chia Mirroring Technology. Mirroring không nên đi bằng này ta bằng sân chia frame cho tất cả port mới đi switch chẳng span technology ai anh nhạt ao frame nâng run the port nha các bạn này ao tại nơi không switch nâng rồi có ai nâng không remote VLAN hay nâng không tag frame chứ dây nâng sạc xa bật thaym sẽ tới chia span sẽ tới chia remote span sẽ tới chia encapsulated remote span. Trên span application, dừng ai prap ra. Bốn nhầm thuộc thuê nâng nông real life. Ai mean application machine 1, dừng prap với đồng bày thuê NTD DOS, traffic detection, dừng thuê traffic analyzer, dừng thuê nâng kì dừng prap ra. Span ngay. Mình thích dừng ai, dừng nâng riêng bì IP SLA, rư có IP service level agreement. Thả ta dừng ai prap ra IP SLA nông rụp hiệp bạp na, đồng bày automate network probing hay là monitoring. Chúng ta chúng ta đang riêng bị Cisco DNA Center Assurance. Chúng ta Cisco DNA Assurance vì ai provide high level vì ai provide chia workflow xâm rạp troubleshooting hay là diagnostic dạng mạch. Trên chỗ tập 4 chỉ đã tôn chỉ mỗi đường network diagnostic tool. Trên chỗ tập 4 network diagnostic tool mình chả nè. Ok. Trên trong section nâng dương nâng cover tại network tool nâ đã chỉ tu tư tờ bằng kịp ra. Hai nâng provide chỉ use case. Hai nâng ủ tì hò. Nâng bây nâ để dương cua bà network diagnostic tool mùi nâng. Nhưng phim vì gửi chìa network diagnostic tool đại bình dùng chính kế. Nhưng vì useful mình đến nếu bên này để dùng chọn test IP reachability, cho nên bên này để dùng chọn for IP reachability, chọn đăng IP reachability, khi dùng IP ping bị cái này mới được cái này troubleshooting chỉ tôi tới việc chỉ troubleshooting flow, vì cái chỉ quick way, đảm bảo dùng IP check availability, hay nên cầm not bao nhiêu ha, để cố gắng biết, cho nên step thứ mới dùng IP gather facts. Step 2 cứ dừng ai pra ping command đâm bay test IP reachability. Mỗi tiết dừng ai record outcome cái đó bây giờ dừng wipe ping dừng vì ai successful rồi cái vị ở ai successful như thế. Chẳng bên nào đã ping success vì nên trên bài này bên nào đã bị ở success vì nên trên bài này. Chẳng ping pra mechanism echo request echo reply đâm bay ai đăng tha remote network nâng reply một bình ổn. Cho nên không cả này ní vì successful, không cả này ní vì unsuccessful. Cho nên tha success rate cứ 0%. Cho nên không ping dương miên option chứ ra. Đã dương ai pra phần tài option nhưng chưa tha dương pra chứ ra những cái cứ repeated. Bạn này thì dương cho ai về ping bằng màn đó. Source bạn này tha ping nâng dương cho ai ping bì nè. Chọn IP bị loop back, chọn IP bị specific source IP nó là router mới nè. Cho những ai specify là bỏ tầng ổn nắng đảm bấy đăng tha ping mà bên nào như thế. Bê khá có dương ai pra ping size đảm bấy tệ thả ta
switch rồi có router để dựng configure nữa. We support fragmentation. Với chú tôi tới switch bao dưỡng cứ accept có xong tổ Ethernet bao dưỡng cứ accept sai tại mà bọn bạm rồi bay tại cả là lớp bìm bọn bạm rồi bay viết nâng thuở segmentation trên cái lại đang chỉ mà nhóm ai tại hỏi như vậy mới trên những bạc GNS3 trên một nâng GNS3 vì đã nhóm ai ủ tì hò và tỏ tiết trên cái nông cả này đã lớp bìm bọn bạm rồi bên là đập hình viên nâng thuở fragmentation thuở fragmentation bà này thầm ếch bọn bài cũng ở phía lớp bì maximum frame size. Chúng dùng cái thuật extended ping mà này, extended ping cái này là dùng specify là bao tầng only, bên này là dùng thuật ping, anh specify repeated count, target IP, source network gì đó. Chúng có ai cái là bao tầng only đấy, đảm bảo specify option là bao extended ping. Chúng bên này để thử extended ping cứ dùng khởi nhờ rút phía bài này. Chúng thử extended ping cứ bây giờ như vậy của mình phía máu vì họ dùng ping tạm nâng. Nhưng chứ này cứ chia option để dùng dây nó khăn đi mà nhận. Chứ này khăn nóng dùng mình trâm tại ai cái parameter common mà chỉ nguồn được repeated count target IP address đi. Dùng ai cái từ đó type of service rồi có task. Chứ type of service rồi có DHCP rồi có differentiated code point để dùng ai cài bạn. Cho nó dùng nhóm miền lâu tiêu thà lâu tiêu nhóm miền topology mùi đi. Ok, nhóm cái này hợp viên chỗ này. Chỉ nhóm tục ở vị đá sân. Tục ở vị đá sân chẳng bỏ màu vinh. Cho nên cái nông ping bên này để dựa đến ping của dân ta đến xoay kia chia trace route. Ok. Cho nên trace route tạm bất việc pra protocol ICMP đối với ping này thì có thể việc đấng pin next hop để việc tới. Cho nên bên này để dựa chọn đấng next hop đã typically dựng dựa thay chọn đấng hop mà nó cứ dựng ai pra trace route để mới detect bằng. Chúng trace route nếu không có lại này dừng ai phương cả add less specific route dừng add less specific route nếu không có lại nâng bên này đã vì admin reply cứ bên này trên bài này chúng mình đây thả này no ICMP reply chúng bên này là no ICMP reply cứ bên đã host unreachable bài này cứ bên này trên sau ấy chúng bạn này thả mấy bạn này thả vì ta đón này họp nâng ấy bạn thấy vì admin route tờ lọc mà vậy, bạn tờ lọc mà specific route vậy. Với tiết dừng ai thử trace route option trên này không trace route option cứ dừng ai select option mà chỉ nguồn nằm bởi specify thật ta dừng chọn thử trace route không rút phía bài này dừng ai specify port dừng ai specify probe trên chỉ tu tới việc thử 7 việc thử 7 đón việc thử probe 7 đón thật ta lại lên dừng ai cài bán. Với bên này để dùng trace route với thứ probe đó. Dùng ai specify source rồi có parameter xin tiết. Cho extended trace route có đôi gì đấy. Hãy dùng ai tên là phù hợp. Tạm bất lại đôi ping bài bật. Dùng parameter cứ thua đôi nó có nông ping này. Ok. Chúng ta lấy nhóm một tí ho thay nhóm miền router P. Router P nâng ủa thì lại này router mũi dưới mình router mũi tiết OP ok chẳng dương ai lưu tí hoặc là mình tít
cho bên này dùng ping dùng ở đây tăng off với extended ping này cho extended ping của tôi dùng vài máu protocol ok dùng máu chỗ ping IP dạ ping cho nên cái này dùng ai specify đôi dial dùng mà anh khơi như cái này đi bạn khơi như cái này đi chúng ta dùng specify IP chúng mà cái này mới biết nào vậy chứ ok nhưng mà chúng ta này mới bị error đấy và tại cùng nó mà dân cái dòng trong tài chế đi ở đây đi chốt ồ đã ra miền IP chẳng bị error cho repeat count telegram size cho nên cái extended ping cho mình ping score lên chân tới cho tí hoa tha ở lại nhóm trong cái này nhóm trong hai bị fragmentation cho tí hoa tha dương miên networking thông bà đá bên này thì dương vài ping chẳng chỉ tụi tới việc ra sai tu vậy cho mà đây thay bây giờ ping ở trong bài thử fragmentation này phần tay bây nhông ping nhông đã sai thùng lên nhông đã mập bón pram rồi hạ sập chẳng bây nhông ping việc có chỉ thử fragmentation cho nên không có lại ní nên nó có lại ní nhưng khi thay việc thử fragmentation đã ra tay gì đã ra tay frame viết lớp bì một quán pram rồi bảy ở Ethernet frame này Ethernet frame lớp bì một rồi bảy cho mình thử fragmentation còn ta bây giờ nhìn nhầm bật thoi ở đây nhầm bật thoi sai nhầm bật thoi mà sao bật nhiều vậy bây giờ mưa vài shark cứ bị online thử fragmentation này anh nghĩ chỉ behavior bên này được sai bộ Ethernet viên thử fragmentation. Ok, trở lên cho đó topic mới tiết về tạo cho mình debugging. Trên debugging chỉ tôi tới vị trí powerful tool để troubleshoot complex issue. Trong bên này được dùng miền complex issue, bên này được routing protocol at form adjacency. Ấy nâng, chỉ tôi tới dùng ai para cái debugging đồng bày thử với bạn. Chúng tôi đang có nông topology mới này bên này để cái bên này để dùng khởi nông topology này bên này để dùng configure OSPF và hai chia về những ai miền issue mới chuyển luôn cho nên có nông cả này để adjacency of form ấy nè cứ dùng ai para debugging nằm bay fix về cho nên có nông cái này những khi ta bên này để dùng miền topology bài này dựa ra OSPF tới sắp tới cái này việc stack trong bị chơi như chẳng tới rồi còn này việc stack trong init như chẳng tới chỉ tụ tới bà sẽ dựng trong bàn visibility là cái network của dưỡng cứ dựng ai para OSPF adjacency ở xung tục OS debugging cho nên nó lại này dựng khởi tha dựng ai phương ca debug đại based là specific feature của ai debug nhưng ở đây bao nhiêu nó được ai bao nhiêu nó được ai can console được can terminal chính như tôi debug specific feature này cái protocol trên cái nông lại này dương thực ca debug trên debug tại OSPF này mà này thà dương ai thực ca debug thì bắt debug về mình chưa ăn còn tại dương debug specifically cứ dương debug IP hay dương debug IP này debug OSPF cái OSPF mình chưa ăn tiền
bạn đã dùng trong debug lưỡi adjacency trên cái bài tập bằng máu thế bên này đã miền OSPF adjacency problem record adjacency message cứ bên này load máu nó không được thằng nó thơm nó chờ tiêu ta được bỏ dưới những cái này như bỏ tiêu hóa thế. Chúng ta đã dùng enable bài năng. Chúng ta không có lại những khởi thà vì load tệ tôn cho một người adjacency. Chúng ta lấy việc bạp thà vì đoàn two-way nhé. Chúng ta đi adjacency bị go up. Chúng ta đã vì lãng tệ đoàn full vì đường chân và thay em tiết. Show SPF neighbor show IP SPF neighbor. Ok. Cho nên nó lại đi yên khơi ta. Bốn lái về mà đọt two way. Bốn lái về mà đọt two way. Dạ. Cho nên không có lại ní cứ việc cầm bốn tay chain database hình chẳng tới cho mình bên message margin 1 tại tôn chỉ mỗi năng adjacency cái bên năng lịch máu đảm bởi ở dân anh lại cho nên không có lại ní nhưng khuyên tha adjacency issue đại ca miễn cứ để xa tại âm thị dụng chỉ tu tới nơi OSPF âm thì dưới tới là đối kia thì cái là maximum transmission unit nơi lời interface xây kia đã là OSPF biến làm lại ở smart kia cứ bị ai nâng stuck nơi cái init cho nên cái này nâng bị ai stuck bà giờ dương mơ một phần ở đất ấy nè tại nơi cái nông này vì đã một smaller interface âm thì dưới cho nên cái nông này vì đã âm thì dưới vì mình mà bọn bám rồi cho nên vì ở match chỉ mỗi nâng neighbor. Cho nên nó lại nâng bởi dân correct. Bởi này thay bởi dân correct âm thị dụ cứ việc đang ạch ok. Thế nó là ôm đi mùi tiết việc bảo thay âm thị dụ thông chuyện. Ok, là cho âm thị dụ này show smaller âm thị dụ. Phần tay bên này để dân cài với ơi trời này tới cứ việc đang ok mùi nhé. Mùi tiết là ní cứ kê trong debug hello với cái OSPF nhưng đừng ai thay hello toa đôi kia, tại cái này khó cái này, về form neighbor, cho nên cái nông cạn này nên dừng ai thử chơi đầm bay detect hello packet, chẳng đầu tiên họ thay đôi cái nông tập policy với nhóm như mày, void debug, IP OSPF hello, cho nên cái nông cạn này nên hello nhưng đừng ai nên cái nông OSPF vì đừng send riêng role, man, vì đừng send riêng role đọc second mà đòn, chẳng đọc second vì nó send hello mà đòn này nhé. Đọc second vì nó send hello mà đòn hay vì receive mà đòn. Vì send hay vì receive, vì send hay vì receive. Nhưng đọc second cái này nên đọc second cái đó vì send mà đi này. Chứ nhưng ai troubleshoot hello bởi sân chỉ việc khó khăn ấy nhưng ai bởi tàn đăng bản. Bởi sân chỉ việc ổ tiêu hoa nhóm cái nhóm cái, nhóm chỗ tới nhóm cái OSPF hello interval nhưng cái đã mà rồi giờ mà đây thả đi vì send và ta vì ở tua ban receive chứ mà tập về chẳng vì OSPF declare down cái đó bill buôn đong hello time cho mà này that time sai sub second giờ này cái nông này vì send là họ vì send phần tay vì ở receive ấy đã sai thả đi nhưng send mà rồi chẳng vì send thì ở receive chẳng vì send là buôn đong vì phải lại thì bấy cho một sản lực thì 4 declare neighbor down này bởi vì reach reach that interval cho một sản lực thì 4 vì declare network down cho nên cái này nhưng khi thả vì sản hello sản hello sản hello sản hello 4 đó vì declare network dead
cho nên còn là chia troubleshooting tool mà chúng luôn cho nên cứ chia hello dead interval đã chỉ tu tới cứ trở smart này hai việc khóc tam network type broadcast dùng miệng sinh nam broadcast dùng miệng sinh point to point sinh point to multi point sinh cho nên bây giờ chọn cứ những ai bài show IP USBF interface hay đã specific interface máu quyền anh chơi nhầm mùi cho nên tôi thấy that timer cứ chịu buôn đón hello hello timer cho bên này điện correct mistake đó tại tôi một MTU hay năng OSBF hello timer cứ việc convert tới chữ full rồi trong full bản database chain OSBF database ok cho nên nó lại đi cái con này trong behind của mình tại tôi chưa muốn OSBF adjacency mùi tiết có dân ai thơ conditional debugging chân conditional debugging bạn này thay dân thơ bạp ra đâm bay filter specific subnet với bên này dân nâng nông network thống dân thơ debug bạn này thay dân traffic thống à chân dân ai thơ conditional debugging đào dân chọn filter tại specific subnet nào mùi dân chọn filter tầng ở hay dân chọn thơ filter tại lúc cũ nhưng xong nhà cái này debugging OSPS mấy nấng debug nấng bớt chỉ dương browser viền lớn mà ta error mistake ta lỡ bụi đôi này bờ mismatch ấy anh ta ưu tiên thay vì dương giờ tới vi alert đúng không mình đã error giờ tới vi alert chỉ process mà chỉ process internal OSPS nấng mất vi alert chân tại vì chân dương ai tí mỗi dương ai para bên đầm ấy riêng các bạn này riêng vô bị bớt sai tu tới hơi tí pí dương ai thử troubleshooting lấy bị bình chân chân tay này không nóng bớt sinh dương trong debug tôi thấy dương specific tôi lơ dương more specific thì tôi lọc nên nó khổ năng ấy dương ad specific các bạn này bên tay nó không production environment như thứ chứ là kèn thơm nó để ra nó không router bao dương bớt sai vì mình chả đó vì mẹ mình đã bật sai USB vậy nhớ tập bây giờ ngồi thì họ dân đã đi bắt all cứ việc đằng chân như khai chân tràn hay anh ấy nó có nông simulated environment này tại nó có nông environment maintain đang bị thương là chẳng vì ai kẹn thơm mà nói như lọc ở chỗ này nè mày đang nhôm cài USB trời quý nhưng khơi thang lại nè vì mẹ display the error nè vì display tầng OSB conversion này kìa là nhóm button no debug all không có bị debug chẳng không lại đi nhưng khi thay vì mình send là mình sẽ gì vì send tầng process này cả thơ video election anh em này bị chọc two way này bị chọc two way hay bị chọc mà đó do video election hay vì là do video một chẳng không nông pick là dương mơ từ đây dương hạt vô lại phần tay mà mơ à debug ấy mơ vô lại tại sao lại nhưng khi ta từ đây thì ta mình BDO à lệch môn tập bây giờ mơ nó không nít về lệch môn mình và tôi mới tiếp bàn về lệch DO nhớ cái này hai bàn về declare DO declare BDO ok hai và tôi mới tiếp về thời tiết và tôi mới tiếp mà đọc cái này nít về chạp đàm sân này kìa chỗ đó extend nhé chỗ đó extend extend hay về negotiate về define của em muốn đi code DSA database về to ta define là mỗi nào chỉ slave mỗi nào chỉ master đi nên nó từ đấy là nghe và tao mới tiếp vào đây chạy chạy hay trong cái bàn loading hay full cho nên vị trí của sẽ tụ tới ok cho nên là hello này chẳng hello này kỹ thuật send riêng rõ đọc sẽ khen một đồ bạn ta bây giờ đi bắt do khi bị sen không chẳng bởi xây dựng chẳng đăng ở bị sen đi ra đọc scan mà đó những ai vừa được mình mới những ai đi bắt IP USBF hello chẳng như vài đăng tức ta bên là hello bị sen chắc vì đạn là lời thơ mà nói
Mùi tiết dân ai thua debug Bateler specific interface. Cho nên không cả này đã environment dân thùng dân chọn narrow down flow và packet dân ở trong bài thơ debug nước non global này. Trong bên này dân thơ debug non global bằng này thay interface nâng ở bằng này thay chân mò bị bập hụt interface nào cái đó có việc nâng debug chân mò này. Bởi vì các dân chọn detect time chân bị loop back rồi có chân bị ethernet số mùi dân ở trong chân bị interface xây. Cho nên không cả này nâng dân ai thua conditional matching hay attach với chân mùi nâng ACL cứ dùng ai filter dùng tay bộ miễn dùng chọn bài này lấy cho từ topic mới tiết chuyện gì đã tôi chuẩn mùi năng SMP cho SMP tạm bất vì chưa topic đã dùng lọc bàn riêng vì môn môn này hay có dùng lọc ra đây chứng SMP vì cứ chưa protocol mới đã bà bà đầm bày collect bộ miễn vì agent bạn này là SMP agent, đối chiếu switch, đối chiếu router, đối chiếu ấy nữa. Bạn này là SMP, rồi có anonymous server nữa. I collect bộ miễn P SMP agent, đối chiếu router, switch server ấy nữa. Chẳng càng nghe bảo viết cứ việc collect. Chẳng SMP collector, rồi có anonymous, chỉ là collect bộ miễn. Mỗi tiết switch hay là router có I send trap mà mình mà này. P là SMP trap, bạn này là SMP agent. I send portamien to SNMP management system. Boy không pay đam link đại, không pay đam miên riêng ai cắt lang emergency đó, cứ bên send back to căn SNMP bên. Hoặc chạm bay SNMP server đó poll SNMP variable được parameter nào ấy. Chẳng hay đấy ban SNMP ai generate ban, cứ để sao tại SNMP MIP được gọi management information base. Đại bên này dùng enable SMP nơi lời SMP agent cứ bên create SMP MIP mới. Cho SMP version mình chẳng và tại typically cứ dùng prà này chẳng những kế và tại có dùng ai prà này nơi khuôn application mà chẳng luôn này. SMP version 3 vì khóc bia thu trong thà chỉ chiếm prà community string cứ vì ai support authentication hay nâng encryption. Ok, anh ấy còn là chưa version of time. Trên đây có nói SMP operation, anh ấy còn là chưa value đã tạm bất maintain dương bà ta interface làm bởi thư biệt. Trên đây là get request bằng này thà dương send change p anonymous server đối chìa cà ti, đối chìa zabbix, đối chìa solarwind đối chìa ấy nữa. Vì anh send get request nữa, send tới tới retrieve value, specific value P SMP MIP. Với SMP MIP nâng viết store tốc bỏ ra miền đôi chìa interface up down, interface bandwidth, interface ấy nâng cứ viết nâng store hay anh ấy viết trên nè, tiên vô mà. Rồi có get bold request bằng này là tiên vô specific data row nâng nâng thẻ bộ nà mùi. Mùi tiết, trap này khó kế, trap này cứ viết send P SMP agent tới SMP manager mình. Bởi vì họ bây giờ thử cả tí ấy, bên này là mình link đắt về alert đấy. Chẳng alert nó cứ để xa SMP trap nè. Đại vì send trên P router, switch A nó send thử cả nơi my server. Anh à, đang kia hạ SMP trap. Chẳng MIP cứ chỉ core component rồi bỏ SMP. Chẳng MIP chỉ tu tới, we represent group parameter để vì ai collect ban P server, P router, P switch nè anh. Cho nên cái chi list này measure đã device ai thực cả poll rồi có send trap to NMS. Chẳng dùng ai define SMP host rồi có SMP đồng bởi send trap. Chẳng chỉ tụ tới bên này để dùng chọn send trap mà này thể dùng send P router P switch những tư NMS server mình. Chẳng dùng ai specify IP rồi bỏ NMS. Hay thì dùng ai specify thả ta dùng send này kì. Bởi bên này để dùng send trap alert là hột. Bởi vì send tầng ớt chẳng xung bây ta sẽ đọc xâm khăn của việc chế ta alert nâng monitoring system này. Chẳng chúng ta dùng trở thử cả limit thả ta send trap nâng send trap ấy kì. Mỗi tiết dùng ai create access list nằm bởi restrict SMP có mọi việc send tập đề tập đá tới group server chẳng thử dùng ai send specific thả
nơi khôn environment nó miên ở nằm tầm mối gì chẳng miên ở nằm mẹ nó ai pull trap pull data đi bị mịp bàn và tôi chẳng miên read only hay là write only community string với SMP ai thua ai bắt cá bi lên ai bán chẳng bán này tập ba mà chỉ nói là nó mịp cứ SMP ai manipulate bán chẳng bao giờ chỉ lại nè ở trong SNMP server manipulate chẳng ai đã read only và ta bao giờ chỉ lại nè ai manipulate bán ở vì họ bắt VLAN P SNMP agent ở sub tổ SNMP server cái gì này đã về read write cứ vì ai chốt được cái specific variable nơi khung MIP cho bên này để dùng chọn configure SNMP access list cái gì này thứ bảy này hay dùng attach access list chỗ này cho mà này ta miễn tại specific server nên thế access mở bạn ta ở pin nó sẽ mở thư polling data nó các bạn. Một tí ngay set specific thật ta vì ai read được write bạn, được read only, được read write. Cho nên nông cái này thì nhóm bạn chỉ chứng, anh ấy cứ chỉ anonymous. Một tí cứ SNMP trap, chứ SNMP trap cứ việc tối pi SNMP polling, bởi vì miền SNMP polling mới được. SMP polling bạn nên ta chập tiếng data pi chập tiếng data pi SMP agent được chưa router được chưa switch nhưng cứ bị poll bạn nên ta bị chập tiếng specific data pi nào mà và ta SMP trap bị tối vậy và đôi khi bạn nên ta router switch về send trap tới SMP server cho nên bây thử nó như ngay vậy lại như máu ta dùng ở vậy nó về send trap cho tôi dùng miền SMP SMP server server yeah trap enable trap jump in ada yang by enable trap yang khơi tham in option chưa nè hay bên là điện ở vai option nâng việc trap tầng ọ tại vì trap tầng ọ dừng bỏ miễn bọc từ SM NMS ra nè chẳng dừng ở trong dưỡng ấy ở đây dừng xong send trap dừng send trap tại OSPF chứ mà này ta to tầm miễn OSPF error từ bàn send trap ok dừng specify chẳng ở đây họ khá tiết ở đây họ ta to tầm BGP nâng với error từ việc send trap tại tôn chung mùi nâng BGP à, chẳng dừng ai minimize có màu trap nâng với chết send copy requirement của dương. Bên này để dương riêng SMP thì dương trên syslog này. Với chỉ tu tới network management system vì mình từng P, vì mình từng syslog, vì mình từng SMP bộ mấy cái này. Trên syslog vì copy SMP trong tab vì send the log. Bạn này the log để generate nơi lơ router đối chỉ link up, link down này đó anh ấy. Cứ chỉ path này syslog. Trên syslog chỉ tu tới miền level 7 tăng bị emergency là hỗ trợ debug. Cho tiêu tha đôi bên nào để network yên down, ô tiêu nhom bật port mùi cháo. Bên nhom sát down port mùi cháo, we detect port đang down. Cho bên nào để we detect chùm, ở đây thì port down. Ô nhom sát down khóc. Chúng bên này để việc thay port down vì chính lý pram này nè. Chà lý pram này nâng vì cái chiếc severity level. Severity level. Chà lý pram nâng bởi dương mơ slide bởi dương cứ notification. Chà vì khoan là notify thay interface down này. Vì khoan notify thay interface down này. Đã bắn nâng đi. Đưa SPF cái này nè. Yên đi. Này cái này nó còn là chia notification. Cho mình là different application mean different syslog level that define internally by Cisco. Cho nên tôi tới anh đang dùng mẹ define khuôn này Cisco chỉ là define thả ná alert ở ná critical này nè. Mùi tiết dương mình
ani lebih nak nong ka enable locking, kaya ngai enable locking to buffer. Jadi itu dah router dekat sini biasa bila buffer bawa ye. Pada buffer bawa tu ya. By default, utia buffer la ni. You show logging. Jangan buffer bila ni tu ya. Nak nong sini dekat router maintain, tapi main roy cua nong ahai. Okay. Jangan kelain yang yang ai increase size bawa ban. Jangan ai increase default size bawa ban, nampai increase. Pada jitu tu, jangan teramin asam syslog server mui dan by send all yang ada ani ada yang send traffic tu ban. Jadi kali ini, kita akan pung terung terkenong logging buffer. Ada yang ada increase logging buffer ban. Jadi by default nak kenong lain ini logging buffer dia. Logging buffer dia tak pembayar roy pun angkalo. Jadi pernah ada yang jang send SM, send log dengan specific server ke yang ada peragaman logging host specific server tu yang bila send log telah hulai hai yang ada set severity level dan send to host ni jadi apa yang set severity level lik pram jadi mana kita ada dari min lik pram lik bun lik bay lik pi lik mui ke bila send pertama bila lik pemuai limpel ke send ni anang si severity level dan yang ada set đảm bảo limit jumlah syslog đã send đến server. Chờ tí họ syslog nâng ai notify power supply failure, ai notify CPU spike, ai notify là bộ sinh tiệt đã chỉ requirement được chỉ policy bao giờ. Lấy chung mà đào topic mới tiết cứ net flow hay là flexible net flow. Net flow hay là SMP dừng ai chỉ tham biết box là box sẽ điên kia. Cứ việc prapra đảm bảo monitor traffic. Còn bên tay SMMP vì cứ chia model để dừng pra polling hay nâng trap đảm bày ai NMS server đăng thà data nâng miền kia chẳng thật Netflow không bị nâng Netflow bà dừng dạy tới vì cứ chia flow này traffic trên chia chiên dừng miền NMS server đã collect SMMP bà này thật sống được gọi get variable p SMP agent MIP netflow cứ filter traffic đảm bảo analyze tại mà đó bị khóc này lên trên gì tôi tới vì ai gather data nó vì là o chiến và xa chiến SMP trên gì tôi tới vì là o vì provide port mean chẳng là chẳng bài config ý chẳng này cho chẳng kỳ dòng gì chẳng trên netflow I collect traffic P specific interface. We I collect ingress, hay nâng collect egress traffic, nâng lớp specific interface. Chắc đã xa ta vì chìa mechanism để ai detect traffic flow. Chắc mà đây thả về miếng key field chắc này. Để vì ai detect bản source IP, destination IP, source port, destination port. Cứ chắc là bỏ thằng ổn ý chỉ tôi tới cứ chìa port miếng để miếng nâng layer 3 packet. Trên đó sao vì I capture specific traffic direct lên interface bạn. Trên đó cái nông netflow bên này để cho enable netflow cái dương ai enable phần tới của thì họ đặt lại ní cái dương trong ở export netflow export nó bên này thà dương đang run traffic bot netflow để dương config nó tới specific server. Nếu nó lại này dùng IP flow ingress hay là IP flow egress. Cho nên nó lại này cứ về đường send group traffic để change hay đường chỗ tới specific server. Cho như tôi tới nếu nó tìm xa miền netflow analyzer cho ra này. Để dùng ai cho rơi bàn. Nhớ cái này. Bạn ta lo lo về kết lối dân tự. Cho như tôi tới đi nó lại đi. Dương ai configure IP flow top talker cho đối ban gì dân nơi con netflow cứ việc detect traffic ra này cho nên con cả này để dân chọn đơn thả mùi nè para traffic ra trên kia chẳng tới bà xin chỉ là con ra tới dân ai configure IP flow top talker IP flow top talker nâng trong bên này thả viên đường lý IP nè để para chẳng
anh đã talk cho ra những cái network rồi chứ cho nên lại đi dương ai configure top 10 ở tiêu cho nên ai short by byte cho biết đừng short bị thông từ tàu chẳng thế cho ai ta nè para resource cho ra những cái bị chạy như này anh đang kêu cho xây để dương ở đại thứ bán được không SMP thì và tại dương ai thứ bán được không net flow đó là net flow cứ bị detect flow này traffic cho những cái chỗ specific interface trên component nó có netflow cứ mình tìm thế, phần thứ hai nó flexible netflow mình trả, nó có flexible netflow cái bài chạy bị chỉ bảy buồn tiết, thì mỗi cứ flow control, đại về mình key hay là non key field, dùng mình flow monitor, đại para là bên monitor specific interface, dùng mình flow exporter, đại flow exporter chỉ tụ tới cứ export tới specific netflow collector rồi có những ai thà netflow analyzer một tiết dùng miền flow sample đại flow sample chỉ tụ tới vì ở miền bản này thì phải send group traffic được rồi về còn là send partial này information anh ấy bản này thì được dùng thử research chứ phải dùng collect data và send chỉ data miền mà rồi dùng collect thông đọc ấy nữa dùng ai send được bản này cho nhiều tụ tới dùng ai thử flow sampler bản có bản đại vì ở chụp bản lót đôi flow export này. Cho nên nó lại này khi compare chỉ mỗi nâng sample net flow data. Nhưng nhóm bạn dễ mình nâng thà biggest one cứ bị reduce load. Đã ra tại sample net flow rồi có sampler sampler flow sampler đó. Cứ bị send data tích gì? Với bị send data chỉ sample chẳng bị send mà rồi biết rồi vậy. Bị send đọc biết rồi, phải biết rồi như thế. Chẳng bị ai reduce load có vấn tài sampler data nâng vì trong tại specific interval này chẳng vì ai bắt bóng bó đồng yên hay nâng bắt bóng phép trầm trời rồi có accuracy nâng đặc biệt là để dân bộ máy bóng mũ data màu cho nên có environment đại security chia main driver được chia chui driver nên có nó cả này nâng cứ dân ai pra flexible net flow chẳng flexible net flow ai dynamically create individual cast for each type of flow flexible net flow ai filter ingress traffic tất cả again, single destination. Cho những ai para collect hay những match, cho máy đi đôi nó không BGP raw map đấy. Para nó mới classify traffic. Yeah. Cho nó không lại đi vì mình key hay những non key field. Anh đi key field là những ban gì nó thằng đám. Bên này để những chọn connect configure net flow. Cứ như ai configure tam process bài này cứ như define flow record dương đặt description này optional thế dương ai my criteria hay dương chi dương ai collect traffic bạn cho nên nó cái này dương bật flow record cho bên này dương bật flow record hay dương chọn collect gì dương collect chỉ byte rồi collect chỉ packet và ta dùng khan những cái kiểu mùi này cứ classifier dương para làm bay classify source rồi có classify destination. Chấm về để dùng classify hay cứ dùng ai configure run rồi có configure export. Dùng ai configure export với tới specific collector. Giờ này cứ chia collector. Rồi is a netflow collector rồi có netflow analyzer. Anh ấy cứ configure netflow monitor lấy những bước đó là một đấy sorry cho nên nó lại nó cứ dương ai configure chờ thì họ dương configure timeout dương configure cache bạn này thà dương ai show it directly nữa là router nên tham nó cho nên ta đại đi hai bây giờ thứ hai cái chúng ta define về cho nên cái flexible net flow cứ việc sử dụng cho mình net flow đấy cho bên này để define custom ấy thì chúng chọn monitor bị interface này mà lên cho tôi đào topic mới tiếp cứ switch port analyzer just switch port analyzer cứ chỉ port mirroring technology để chúng ai prapra làm bay copy
traffic that generate ពី port មួយទៅ port មួយទៀត ចឹង នៅក្នុង switch ធម្មតា switch វាមាន broadcast domain ខុសគ្នា ចាំមិនន័យថា traffic ដែលរត់ចេញពី port មួយអត់អាចឆ្លងទៅ port មួយទៀតបានទេ បើសិនជាវាមិនជា destination ចឹងនៅក្នុង port mirroring គឺយើងអាចធ្វើចឹងបានឧទាហរណ៍ថា PC A ដែលអាស្រ័យមក PC B គឺវាអាច mirror traffic របស់ PC A ហ្នឹងមក traffic analyzer បានអានឹងគឺជាស្អីដែលជា concept របស់ span ចាំពេលណាដែលយើងរៀន span តំបងផុតគឺយើងត្រូវរៀន local span local span បានន័យថាជា span ដែលស្ថិតនៅក្នុង layer 2តែមួយ specifically គឺនៅក្នុងអមែន layer 2តែមួយឯងនៅក្នុង switch តែមួយចាំឧទាហរណ៍ថាពេលយើងមាន switch មួយដែល port វានៅលើ switch តែមួយឧទាហរណ៍ giga 1 giga 2ហើយនឹង giga 3ចាំមិនន័យថាយើងអាច flow traffic ពីនេះមកនេះប៉ុន្តែយើងមាន error traffic មកនេះអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅ local span ចឹងកន្លែងនេះគាត់តែជា limitation មួយចំនួនហើយនឹង regulation ឬក៏ guideline មួយចំនួនពេលណាយើង configure span ចឹងនិយាយទៅពេលណាយើង configure span យើងអាច by command monitor sessions បន្តមកទៀតយើង by source interface ហើយយើង by យើង by source interfaceហើយយើង by VLAN ID ពួកជាទូទៅពេលណាដែលយើងធ្វើ span យើងបង្កើត specific VLAN សម្រាប់វាទេហើយបើសិនជាយើងចង់ filter specific VLAN ឲ្យចូលទៅក្នុង span គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ command filter នេះបានជាទូទៅពេលណាដែលយើងធ្វើ span យើងអាច filter OH ហើយនិង TH ឬក៏ receive ឬក៏ transmitអានេះគឺយើងអាច specify destination port ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអាច specify source port ចឹងពេលណាដែលវាចូលទៅ source ហ្នឹងវាចេញ destination មួយហ្នឹងចឹងពេលហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើ port mirroring ក្នុងកន្លែងចឹងនិយាយទៅ span ឬក៏ local span ហ្នឹងពេលណាដែលវា copy គឺវាអត់ include a tag ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យ include tagគឺយើងក៏អាចធ្វើបានដែរចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជា command ដែលរុញ traffic ទៅ specific egress ហើយវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង VLAN ចឹងនៅក្នុងករណីខ្លះយើងចង់ mirror tag frame ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ពេលយើងធ្វើ local span យើងធ្វើនៅលើ switch តែមួយយើងអាច define source ហើយ destination មកគឺយើងនឹង copy frame ហ្នឹងចូលទៅ port មួយទៀតគឺ giga1/0/9 ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញថាវាដាក់ replicate ចាំមិនន័យថាវា copy traffic ពី source ទៅកាន់ destination នៅកន្លែងនេះយើងអាច filter VLAN ចាំមិនន័យថា mirroring ហ្នឹងអាចឆ្លងបានតែ VLAN 123 ឯងតែក្រៅតែ VLAN 123គឺអត់អាចទៅបាននេះនៅនៅពេលខ្លះក៏យើងចង់ពេលណាដែលយើងធ្វើឆ្លងកាត់ប្រាំងហ្នឹងទៅយើងអាចធ្វើ untag specific VLAN ដើម្បី flow traffic នៅក្នុងពេលខ្លះនៅក្នុង situation មួយចំនួនពេលណាយើងចង់ធ្វើ traffic analyze គឺយើងមិនឯនៅក្នុង switch តែមួយឯងទៀតយើងមាន switch 3ប៉ុន្តែ analyzer នៅកន្លែងនេះអាសោះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រើ remote span ចា remote span បានន័យថាម៉េច remote span បានន័យថាយើងធ្វើការ copy traffic មិនមែននៅក្នុង switch តែមួយទេគឺនៅក្នុង switch ខុសគ្នាចានៅក្នុងនោះ destination របស់វាគឺ based លើ VLAN អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវមាន dedicated VLAN សម្រាប់ធ្វើ OAuth span ចានៅក្នុង OAuth span ពេលណាដែលយើង source traffic គឺយើង source remote VLAN ហើយយើងអាចដាក់ destination យ៉ាងម៉េចចាំវាស្តៀងជាមួយនឹង local span ដែរក៏ប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាវាប្រើ multiple switch concept មួយទៀតគឺ encapsulated remote span ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះមិនត្រឹមតែ switch ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែវាត្រូវ support encapsulated ទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាវា support VLAN វា support .1q ហ្នឹងចានេះជា concept ដូចគ្នាទេឥឡូវយើងអាច skip ចូលទៅដល់ configuration យើងនឹងឃើញហើយចឹងក្នុង OAuth span យើងឃើញថាស្អីដែលវាខុសគឺវាមាន ID
chẳng ID nè, bây giờ điện đi VLAN chẳng, bây giờ identify specific session. Cho nên không cả này nè, cứ bị ai rung traffic bị switch mùi để can switch mùi tiệt bán đòi bà bà OSPAN. Lên cho tôi đào topic mùi tiệt môn tới đâm bị bật chọc này nè, cứ IPSLA. IPSLA cứ chia Network Probing Tool bà bà đâm bị monitor network traffic. Chính tôi tới IPSLA cứ tôi bán bà chẳng đâm bị detect indirect link failure. Chính như tôi tới cái này tôi học customer site dương ai thơ IPSLA across API này bán. Với chính tôi tới bà dương depend tới physical link failure đâm bị thơ detection ở toàn bê lê. Hãy chúng ta biết là để dương trong prefer specific interface của dương thơ ở bán này và dương dương ở thơ IPSLA. Chính IPSLA ai mean application chẳng nè. Typically cứ dương bà bà ICMP, ECHO rồi có HTTP đảm bảo tổ tùa bàn bỏ ra mình tạo lọc một bình. Trên đây có cái này ưu tiêu source and destination. À số này chẳng đơn là destination reachable lọt. Trên dừng ai pra IPSLA echo operation đảm bảo tổ tùa bàn bỏ ra mình. Trong này là bên đại bỏ ra mình send back tạo lọc một bình. À mỗi này viên đừng kết thá destination IP device cứ ok ấy. Trên đây có cái này dừng ai configure IPSLA hay dùng define type với chia ICMP echo. Tại vì nếu không nên vì mình miễn tại ICMP echo ấy, vì mình feature chẳng nè, để dùng ai thử bán. Điều tiêu hóa thà nếu không có lại ní. Nhưng khi mình feature chẳng nè, để dùng ai thử bán. Tại typically dùng ra tại ICMP echo ấy. Cho nên không có lại ní. Khi dùng source về trên loopback hay biết thử probing riêng rõ 700 second một đồng. Trên đây quan hệ chia bên này để dùng config 2 dùng ta apply schedule. Với IPSLA bên này để dùng apply schedule vừa toàn là phải tiêu ấy. Toàn để dùng apply schedule bán việc phải tiêu bán việc đà nhớ cái này. Trong IPSLA có support HTTP GET operation. Trên đây bên này để dùng trong test specific destination đòi bài tới lửa HTTP dùng ai bà HTTP GET. Phần tay dùng tới đăng view URL của mình. Chúng ta tại destination support HTTP service. Chúng ta có thể chia basic để tổng mà IPSLA nơi khổng CCNP NOC bàn dựa đến detail vì IPSLA. Mới tiết anh ấy dạy basic component của Cisco DNA Assurance. Trên Cisco DNA Assurance chỉ part của Cisco DNA Center đã pra đầm bày thư network monitoring hay năng analytic. Chẳng hạn này, chẳng hạn nông năng bởi dường ní dân khuyên thẻ biên năng lại đi. Chẳng hạn nông Cisco DNA Assurance cứ vì mình network monitoring tool nữa cái lại nâng. Cứ vì ai bởi mai bởi mô data đã thân nông Cisco network nâng. Ai collect vì máu đã nông Cisco DNA Assurance đầm bày make sure tha hell robot network issue in interban manage. But that amoi ni kư vi rieng advanced da sa da vi prime machine learning hay nang artificial intelligence na knong nang tiet. Pe na da yeung min issue troubleshooting ai vi ai recommend solution. Chen ni ko na chi overview khlak la tae ton chmuoy nang DNA center DNA center assurance. Nhưng trong DNA Center Assurance thì chúng ta thử cả search bây giờ lời cái device type, OS version, bây giờ lời MAC address, VLAN ID chẳng bạn. Nói chung là này. Trên đây còn là chia promotion của Cisco nói chung application bọc luôn này. Trên chúng ta thử path trace. Trên path trace cái này thì chia troubleshooting tool. Trên đây là bạn dễ chẳng nói chung SD Access Network cứ chia layer 3 đúng không? Trên chúng ta thử path testing ban. Cho tiếc lại này vì trên cohom này trong này thật bài nhá về lần này. Chẳng troubleshooting dân của ai thằng nghi tam ở đây. Bên này là dân mình visibility nên có nó application bao giờ.
cho nên nó lại nếu dùng miền path trace ACL information đã dùng ai para đảm bảo filter specific information được nó DNA center. Cho nên cứ chia client bài học sập issue còn về show health nâng cao network dùng miền health robot specific client miền root cause miền remedy ấy nhá step ấy nhá. Ok, chúng à chúng ta trong cái này bây giờ là chia application bỏ chia part mỗi nâng cao Cisco DNA Center. Ok, trên nâng cao mê riêng nâng dừng riêng bị tư sử đầy khlai khlai tại tôn chung môn SMMP, tại tôn chung môn IPSLA, tại tôn chung môn NetFlow, có đôi chia concept mà chung môn, tại tôn chung môn SPAN, hay nâng Cisco DNA Center Assurance.